xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. À, đây em có à? Đây à? Tôi kéo đây xuống á. Ủa gì? Ủa, một lần điện thoại chết đây. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay lại có sự góp mặt của em Quân cùng với em Sử. Thì một tí nữa anh em sẽ hoàn thiện cái phần để mà chỗ tách nước này cô bác này. Chú Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, đấy, công việc của mấy anh em hôm nay thì một tí nữa cháu Lực sẽ vừa làm và vừa ghi hình cho tất cả cô bác anh chị cùng biết. Hiện tại thì hôm nay thì các anh thợ là vẫn lên làm cô bác ạ. Tức phim hôm qua thì cháu Lực chia sẻ lên thì cô bác anh chị cũng đã biết được rằng là anh thợ đã hoàn thiện cái phần mặt tiền của cái công trình phụ xong hết rồi. Đấy, hôm nay thì các anh thợ đang tiến hành là đi vào hoàn thiện nốt ở phần trong công trình phụ nữa, ở trong ngôi nhà vệ sinh nữa. Hôm qua thì cháu Lực cũng cùng em Sử là đổ xong cái phần nền này. Em thử đặt cái kia xem nào, đặt xuống có vừa không? Đấy, hai anh em khanh xuống cho nào. Quân thì lên đây từ mấy giờ rồi? Em 6 giờ ạ. 6 giờ lên à? Ừ. Anh Sử lên đó nè. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì đấy, vừa luôn nhỉ. Đấy, hiện tại là vừa luôn. Bây giờ không, cái này thì không cần để đâu. Cái này long ra. Hả? Cái này long ra. Đây đây, đào bên này. Đấy, cái ránh từ bên này. Hả? Bạn ấy hiểu không nên nhá. Đào ra bên này thì bây giờ cái này cao nó không chảy được đi đâu. Không, nó chỉ vững ở đây thôi. Tí mình đào xuống thấp một tí được mà. Xem nào. Này, nhưng mà một tí mình phải đào thêm ấy. Thế. Này thì cho nó chảy bên kia. Ừ. Nhưng mà tí mình phải đào sâu ấy. Bên này mình phải đào sâu, bên kia thì mình đào vừa đây là cũng được rồi. Này không phải đâu. Đấy. Đây, ở đây thì bây giờ anh em mình nhấc cái tách về đặt trước đi, cái tách chứ. Đấy thì để Sử thì hôm qua anh bảo đi kiếm được cái nguồn nước nào không? Không. Không à, vẫn chưa được à? À. Này, chắc là một hai hôm thì cháu Lực sẽ phải cùng em Sử đi sang bên nhà chú bên kia xem là có xin được cái nguồn nước không. Nếu mà xin được thì sẽ kéo mua nước về kéo ở trên này luôn cô bác. Đấy, hai thằng khanh được không? Có ạ. Được à? Rồi. Ấy, ấy, trượt đi đâu ấy? Bạn này nó nhỏ vui hơn nè. Bạn nó cũng phải. Hãy để mà vận chuyển được một cái tách mà từ bên điểm trường ra bên nhà của em Sử cô bác thì phải dùng hai người để khanh. Nếu mà như cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà đầu tiên Lực mua cái tách lên cho ba ông cháu thì cũng đã biết là trong cái quá trình mà mấy anh em vận chuyển cái tách là nó đi như thế nào rồi. Hãy đặt cái đầu của Quân xuống nhá. Đấy. Thử nhá. Đấy, từ từ từ, mình chỉnh cho nó vừa đã. Đấy rồi.
ở đây lúc nào mà mình có nước ấy thì mình lại điều chỉnh cái hướng mà cái hướng này nó ra đây. Đấy như này được rồi. Đưa cái vòi mình xả đây luôn. Đấy cứ đệm mà, đệm tạm á. Đấy để cái tách ở lên trên phần cao hơn thì cái lực nước của nó sẽ đẩy mạnh hơn đi xuống cái nhà vệ sinh của bác ạ. Mình phải đào thành cái ránh đi nhá. Cuốc cái đông cái rồi vừa rồi ấy. Bác lấy xuống. Bác lấy xuống cái. Thế để anh em làm nhá, để anh em kiếm một cái xẻng. Anh mấy hôm nay ở nhà làm gì, làm việc gì đấy? Anh mấy hôm nay ở nhà làm việc gì đấy? Làm những việc gì ấy? Lên đây thôi. Chắc làm chỗ này xong nếu mà sớm lại phải đi hỏi nguồn nước nhỉ. Vâng. Của chú kia có cuốc không nhỉ? Không có đâu, cuốc này, cuốc của chú kia. Cuốc của chú kia? Vâng. Nhà trên này có xà beng không? Chắc có ấy. Có. Thế để anh đi mượn xà beng rồi nhá. Vâng. Đường nhất kia thì nước nó mới chảy đi được. Thì về nối cái này á. Chỗ này bị thấp, chỗ này nước nó sẽ ở đây. Đúng rồi. Bây giờ đào một đường, một rãnh đi vòng đây, vòng đi đường này. Đi đường này. Ừ. Còn bây giờ nước nó chảy kia về đây. Không nước kia nó chảy về đây là nó bị tụ nước ở đây không? Ừ. Và một cái đường ở đây chạy thẳng ít chặt lên thì nó mới được. Không thì đâu bây giờ anh em mình làm rồi, anh em mình bây giờ cứ phải làm rồi. Tại vì ở dưới kia là có một cái ránh sắn rồi. Cuốc nhá, chỗ nào gặp đá thì bảo anh nhá. Vâng. Đó. Có đó. Đập đá đúng không?
Bây giờ em đi ra quốc chỗ hướng quân kia nhá. Anh sờ bé cái đục bên này đã. Thế này thì hôm nay lại có thêm em Quân là ra phụ giúp em Sử để làm cái phần này của bác này. Hai mùa này thì ở dưới nhà em Quân với lại nhà của em Hải thì hầu như là cũng không có việc gì để mà làm cả, chỉ có đi ngoài đi lấy củi cả. Có những hôm thì em Quân vẫn phải đi đổi công. Ví dụ hôm nay lên thì gọi là lên vừa là giúp Sử vừa là lấy công của Sử. Ví dụ sau này mà em Quân cũng được cô bác anh chị là cùng nhau chung tay đóng góp cho em Quân mỗi người một chút để Quân với lại ông bà với lại thêm bé Hiếu nữa được xây sửa lại cái ngôi nhà của mình cho nó ấm cúng hơn một chút cô bác. Bây giờ thì cháu được xé đi vào hoàn cảnh nào, nhận được cái khoản của hoàn cảnh đó bao nhiêu thì cháu được xé xem xét xem là nên làm cái gì trước cô bác ạ. Như nếu mà như nhà em Quân mà bố mà không có vay khoản ngân hàng ấy cô bác thì bây giờ hiện tại thì đã đủ làm nhà rồi cô bác. Bây giờ thì số tiền quý của nhà Quân thì hiện tại cháu Lực vẫn còn cầm là hơn 59 triệu mấy trăm ấy cô bác. Anh hót cực kỳ ra luôn. À thì em đi sửa. Thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những cái phần khoản trợ duyên của quý ông bà gửi tới cho em Quân. Bây giờ phải san san một tí nhá, để cho đất nó không, mình ở dấm dấm cho nó chắc đi, cho đất nó không bị chảy xuống dưới. Hay ở đằng sau nhà thì đằng sau sau này cháu Lực sẽ vẫn làm thêm đổ bê tông lên một cái rãnh các bác nhá. Dạ hột vậy nè. Sử. Chỗ này phải đào đào sâu sâu tí nhá. Cần là sờ beng đúng không? Rồi, cho đấy được rồi Quân này. Dạ. Bây giờ thì lấy cuốc khoét ra thôi, để tạo thành cái ránh thôi. Dạ. Bây giờ Sử cứ khoét kiểu dọc nhá, khoét dọc theo cái ránh nhá. Cứ để anh làm như này. Anh đứng vào trong hót đi. Đấy, em có hót thế này. Anh ra đục chỗ này tí đây có đá. Anh hót, chỗ này anh đục hết rồi. Đấy, xúc thôi. Anh đục hết rồi mà, đây. Đấy. Anh đục ra tận đây rồi. Nóng à? Nóng quá nhỉ? Vận động một tí thôi là nóng cái người rồi. Nào, để anh một tí nào.
anh ra đục từ đây sang kia đi. Ba anh em cùng nhau mỗi người làm một việc thì cái tiến độ công việc nó sẽ nhanh hơn cô bác. Đục từ đây đi anh Sứ ơi. Đục từ đây đi sang đi. Đào xuống này cho nó thước đó. Nào, để anh. Từ từ, đi ra bên kia một tí. Làm hai cái rãnh nước như này thì nó sẽ sau này mưa từ trên kia xuống nó sẽ giảm ở cái phần dưới lên cô bác, giảm ở cái phần dưới lên đi. Ở phần dưới lên thì đằng sau đến cái mùa mà có nước cô bác thì nó sẽ bị rò rỉ nước ở đây. Thì cháu Lực cũng đã làm cái rãnh mà chạy từ xung quanh nhà đi ra bên kia hết rồi. Nếu mà nó có nước thì nó cũng chảy ra đi ra bên ngoài thôi, nó cũng không có ảnh hưởng tới cái phần móng của ngôi nhà cả. Bây giờ thì các anh thợ là đang hoàn thiện nốt ở trong phần công trình phụ ở trong này rồi các bác này. Và hiện tại thì nhà vệ sinh với lại khu bên này thì đã sát hết. Hôm nay chiều hôm nay thì chỉ có là 4 anh em thợ đi làm thôi. Anh Vinh với lại anh Quang với lại chú Bình thì còn chưa đi làm được các bác ạ. Ngày mai các anh thợ lúc mà chắc xong mọi cái thì có thể là lên trên này là lập được các bác. Còn cái phần mà mái tôn ấy thì hiện tại là cháu Lực đem ra đến khu phòng trọ cháu Lực rồi, chưa có thể làm lên đây được. Vài tấm tôn thì chỉ có là dùng xe máy để chở lên đâu các bác. Nếu mà thuê một cái xe mà chuyển chở lên trên nhà bao cháu thì cái tiền cước nó dây rất là cao. Ngày mai lập xong cái phần công trình phụ nữa thì một cái ngôi nhà nó gọi là gần hoàn thiện luôn các bác. Đêm nay nếu mà cây thợ mà chắt ở cái phần công trình phụ này nếu mà mưa thì cháu Lực sẽ phải là mua bạt lên trên xe hết cả khu này các bác. Sợ rằng là xuống hết cả phía đi. Ra phần bên kia thì anh em sẽ phải đào sâu hơn một chút các bác, tại phần bên này nó thấp hơn. Anh tóc tí nha. Một tí nữa mà anh em mà đào xong mà còn sớm thì anh em sẽ tiện thể là lên trên này là xem có cái nguồn nước nào không ở trên này không ấy. Để có cái nguồn nước nào rồi thì xem là trên này có phải là đất của nhà ai không. Nếu mà đất của nhà ai thì mình có thể xin người ta được, xem là người ta cho hay không. Còn nếu mà như mà của rừng vào rừng chung các bác thì có thể là đi bảo với anh nhá. Thôi một câu thì cháu Lực sẽ đi mua
cái ống nhựa về là mình chở nước xuống cái tách ở trên nhà ba ông cháu. Cái gì sao sắp được. Con lấy xẻng xúc đây, để cây này đây. Cái này sắp được đấy.
Chỗ đây có cần trò không anh? Chỗ đây có cần trò không? Chỗ này á? Đây xong một tí, đây xong một tí. Cây sao? Ông thì lại đi ra lấy cỏ thấy cô bác này. Đấy thì ông lên trên chích trên rừng để lấy về. Thôi, tí ra. Cái đủ sâu chưa, Sử ơi? À, cái đủ sâu chưa? Từ từ cái anh lấy qua tí. Để anh bên này xúc. Bây giờ khoan cái này một tí là được rồi. Xử nhé. Bây giờ dùng cuốc to là được, không phải là cuốc đâu. Rồi đấy, sửa bây giờ. Mình làm hai cái dánh như này thì nó sẽ đến lúc mà cái dánh bên dưới nó sẽ chịu cái dánh trên này là mình sẽ để là hai cái nước mưa mà chảy trên kia xuống và nó sẽ chảy ra hai bên, còn ở cái dánh bên dưới thì sẽ là cái dánh mà vừa là cái nước mà mạch mà nó chui từ đằng sau tả đi ra, vừa là cái dánh mà mình để hứng cái nước mà mưa khi mà nó giọt lên trên máy pro nó đổ xuống các bác.
dầm dầm xuống này cho nó chắc cái vần đất một tí. Hay ở đằng sau nhà mà sau này mà trồng ở đây thêm là một hai cái cây lê hay là cây mận tam hoa đó các bác, thì nó sẽ giúp cho cái phần đất của mình nó chắc thêm nữa. Chỗ đấy thì hơi hẹp thì có em Sử với lại em Quân là đứng được vào đấy thôi. Cho được xe ở bên này một chút thôi các bác. Cây. Okay. Ôi dế cây hôm nọ mà mình chặt cây nó đi á. Sau bao nhiêu ngày tháng thì đến thời điểm hiện tại ngôi nhà của em Sử là được dần vào hoàn thiện và hoàn thành cho cô bác. Bây giờ đến ngày bây giờ là phải xem ngày đến ngày tân gia rồi cô bác ạ, rất là nhanh. Hôm nay thì anh Sử sẽ hoàn thiện là cái phần công trình phụ, còn là đến ngày mai thì anh Sử sẽ là hoàn thiện cái phần bên hông nhà của bác. Còn hiện tại cái phần bên hông nhà thì anh Sử là chưa cắt đâu. Hót hẳn là cái rác ra hết đi. Đúng không? Ủa, hai anh em mình rút quân rồi. Mệt nhỉ? Hầu như là không có mặc được áo khoác luôn các bác, rất là nóng luôn. Trong tí mà đi giảm luôn. Đấy, tí là anh em sẽ vừa đi giả xa beng xong là đi xem là trên kia có nguồn nước nào không. Nếu mà có thì ngày mai anh em sẽ tìm đến cái phương án mà đi kéo nước về các bác. Một tí anh em mình lên trên là xem thử nhá. Xem mà điểm quan trọng chút quá. Phần ở trong nhà vệ sinh thì các anh thợ đã chắc hết rồi các bác. Bây giờ thì ở phần mới là cái phòng ở nhà bếp thôi. Có thể là cái phòng bếp bây giờ hiện tại là đang để rất là nhiều cát cho nên là nó nhìn nó hơi hẹp. Không máy nữa mà cắt xong mọi cái thì xúc cắt ra hết, giải xong hết nền rồi. Nhìn thấy phòng bếp là nó cực kỳ là rộng các bác ạ.
cái ngôi nhà của ba ông cháu hoàn thiện tới công đoạn nào thì chắc được cũng đã đều ghi hình tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió rồi. À, nếu mà không trong thời gian vừa rồi nếu mà không có mưa thì đến thời điểm hôm nay có thể là hoàn thiện hết cái phần ngôi nhà của ba ông cháu, do là ảnh hưởng thời tiết cho nên là lại chậm cái tiến độ mà thi công của mấy anh em thợ một chút cô bác. Bây giờ thì mùa đông cũng cận kề đến nơi rồi, tôi cũng mong muốn là làm sao ngôi nhà của ba ông cháu hoàn thiện sớm nhất có thể giúp cho ba ông cháu kịp vào trước cái mùa đông này đang ở. Hiện tại thì đang bước vào mùa đông rồi đó cô bác ạ. Thời tiết là rất là se lạnh rồi. Bây giờ thì mấy anh em thợ, bây giờ thì mấy anh em sẽ cùng nhau là lên trên kia xem là có cái nguồn nước nào không. Nếu mà có thì chúng sẽ tính đến phương án của ngày mai tiếp của bác ạ. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ lên trên là xem cái có cái nguồn nước nào không có bác. Có thì chúng sẽ tính là phương án nếu mà được. Thì vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi các bác. Cháu Lực sẽ không nói thêm nữa. Nếu mà nói thêm thì cô bác anh chị là nói cho Lực thì nói lòng nói đi nói lại ấy. Đấy, theo cô bác anh chị thì cháu Lực để một cái tách ở trên này thì nó đã đủ áp lực mà đi xuống cái phần nhà vệ sinh cũng như nhà tắm thôi các bác. Không lọ để cháu Lực định để là ở ngoài ngoài kia một chút, nhưng mà cháu Lực cũng sợ rằng là sau này để nước mà nó lâu quá thì nó sẽ bị sạt xuống, cho nên cháu Lực không có dám để lên trên này luôn. Ở trên vùng cao thì cái lá này của bác này chẳng khác nào nó độc hại như cái lá ngón cả. Cái lá này thì được bà con là dùng mang đi để dệt vải của bác, rất là độc này. Này có màu hoa tím rất là đẹp. À, nó được đã từng chứng kiến là chứng kiến tận mắt của bác. Có những người mà nó hại vợ chồng cãi nhau ấy thì người vợ đi tìm cái lá này về để ăn cái là xong là nó bị thối rữa cái phần phổi cũng như là những cái nội tạng ở trong người mình, thành ra là chết luôn các bác, rất là nguy hiểm. Vừa rồi thì cháu được cúng lên đá mượn cái xe ben của chú bên này thì bây giờ cháu sẽ lên trên này giảm. Là xe ben Thắng ơi. Vâng. Anh thanh niên này thì sáng nay hội cháu được nhà chở không có ai chỉ. Thế như là tháng đi bộ đang chở xi, chở được không? Đi đường được không? Được. Được à? Ui, xong cái gì đấy? Xong. Tự làm à? Ui. Chở được 2 bao 1 bao? 2 bao. 2 bao à? Nhưng mà theo em thì chở mình chở Pro được không? Pro ấy. Pro bao nhiêu tấn? Pro anh có 30 tấn. 30 tấn. Ờ. Để nấu đấy. Không nào á? Anh rồi anh điện cho em nhé, 30 tấm nhé, tối nay nhá. Vâng. Tối nay em xem là cân nhắc là anh em mình làm giá hợp lý thì anh em mình chở nhá. Vâng. Ồ, đây là nhà mới à? Thắng. Dạ. Đây là nhà mới em? Không. Tuần Châu à? Ồ. Vâng. Ồ, cái Tuần Châu cũng hoàn toàn là làm bằng có sâu mọc hết đấy nhở. Cái Châu rồi nó ra ở đây luôn à? Vâng. Cái Châu hiện tại là để đâu? Cái gì? Châu hiện tại để đâu? Con cháu này cho nó ở đâu? Nó ở đây thôi nhưng mà à bây giờ để ra bên kia à? Thế cái châu gì của nhà ai? Nhà anh. Nhà anh à? Vâng. À. Thắng có biết ở trên này có cái nguồn nước nào không? Biết. Không biết à? Chắc có rồi. Mấy anh em là phải đi tìm nó các bác ạ. Anh thấy là kia có dòng cái một dòng suối đúng không? Anh em thử đi men theo cái đường đấy xem là có kéo được không? Nước này thì là nước sạch nước chuyện thứ nhỉ? Đấy, mặc dù là xung quanh nhà của chỉ có nước rất là nhiều các bác, nhưng mà anh em vẫn phải là đi công cuộc là gọi là phải đi kiếm nước xem nào.
Nếu mà hôm nay mà không tìm thấy thì ngày mai anh em sẽ phải đi thêm một đợt nữa các bác. Hôm nay thì anh em sẽ đi hướng bên này, không bị không khó thì ngày mai sẽ lên trên bên này. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là bà con là dùng ống nhựa ra đây kéo này. Ở đây còn có nhiều ống nhựa thế. Được. Đây em có à? Đây à? Tôi kéo đây xuống á. Ủa gì? Ủa, ngồi này mạnh khỏe chết đấy. Đấy là đất cổ ống rồi. Ở đây người ta cho dùng chung không? Không biết á? Được, xem một tí đây. Ở đây là nhà nào kéo ấy? Cái cho cô giáo à? Ủ đây. Vừa vào đây nhiều lắm. Chả biết từ đây chắc là chú mới sao đấy nhỉ? Không phải mà. Ở đây là chú mới này nhỉ? Không biết anh em mình kéo đây vào được không? Ở đây này. Được đấy nhở? Nhưng mà chỗ đây là rừng của chúng đúng không? Không phải á? Là trên kia? Nó cánh cho kéo được chứ. Người ta cho kéo không? Biết là ổ thế thì ngày mai anh em mình đi hỏi thế nào. Đấy, hiện tại là phát hiện ra là có một nguồn nước ở đây đúng không các bác này. Đấy, phát hiện một cái nguồn nước ở đây khá to các bác này. Đấy, nước này rất là mát đấy các bác. Ở đây thì vẫn là nước sạch các bác ạ, nhưng mà trên kia thì do là nó chảy nhiều lá cây quá nên là mấy anh em ấy không có dám lấy cái nước này để về để dùng uống. Ở trên này thì hết rồi đúng không? Đây là khu không? Có một nhà trên đây đúng không? Kéo á? Ở đây này ống lên rồi. Ôi đây đủ hai người kéo thoải mái đấy. Nhưng mà nó còn dò ra ngoài không? Có người bên này. Ở đây người ta có đánh xay không? Hả? Đánh xay rồi. Ôi đây đủ hai ống. Hả? Đủ hai ống. Đây thì mình phải hỏi ý kiến của người ta xem là người ta cho kéo xong không. Ngày mai thì anh sẽ hỏi trưởng thôn xem là kéo ở đây cho một ít thôi xử. Cái ống to này là kéo vào điểm trường đúng không? Cho cô giáo luôn. Ở đây là có hai nguồn này, hai ống à? Còn ống nhỏ kia là của ai? Nhà cái kia, nhà ông nọ là ma đúng không? Không phải á? Cái thanh niên mà bị mất kia thì có cùng tuổi với chủ không? Cái tuổi hơn à? Có con rồi à? Có con là chân chưa đẻ á?
Là vợ đang chửi à? Cái hôm nay công việc của mấy anh em hôm nay thì cháu được cúng đá là cập nhật cho tất cả cô bác anh chị là cùng là nắm gió rồi. Đấy, chiều hôm nay thì anh em có lên trên này xem là một chút cái nguồn nước để xem là máy nữa. Nếu mà trong một thời gian vừa rồi thì cháu được sẽ không nếu mà không có mua được cái máy bơm các bác, máy bơm thì vẫn mua được không, nhưng mà sợ là lên trên này đêm là sợ người ta mất, cho nên là cháu được cũng nhìn thấy là ở trên này có cái một hai nguồn nước ấy, có thể là cháu được sẽ hỏi qua anh trưởng thôn rồi đi vào. Đất này thì không phải là đất chung thì anh em mình sẽ không hỏi trưởng thôn nữa đúng không? Đấy, cái đất này là đất của nhà chú bên kia thì cháu được hôm nào cháu được sẽ đi vào hỏi chú xem là chú có cho xử cuốn kéo cái nguồn nước ở đây không, tại vì ở đây thì cũng rất là gần của nhà em xử các bác, ở đây thì đi xuống dưới. Vì sao mà cháu được kéo thì cô bác anh chị đã theo dõi thì cũng đã biết rồi, cháu được sẽ không có nói thêm nữa. Còn là cái thước phim này cũng khá là dài rồi, cháu được cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.